Văn Công Thịnh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui mừng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong clip tiếp những sản phẩm của ngày hôm nay. Cửa hàng âm thanh Lê Hạnh đang phối ghép một bộ sản phẩm nghe nhạc gồm 3 thiết bị. Thiết bị thứ nhất là một cặp loa Diatone DS77EXV-AV. Và cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc âm ly Sansui 607i và một chiếc đầu CD 3.5ESG. Vâng, tại thời điểm này thì cặp loa Diatone DS77EXV-AV có khoảng giá là dưới 12 triệu 500 và một chiếc Omni Sansui 607i có giá dưới 7 triệu, một chiếc đầu Sony có giá trên 10 triệu. Vâng, sau đây cửa hàng xin kính mời những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Hạnh cùng vào thẩm âm và đánh giá chất âm của bộ sản phẩm mà cửa hàng đang phối ghép. Những đóm
tiền anh. Đêm khuya sương lạnh, gió lay cành, người đi có nhớ câu nguyện ước cho mối duyên tình mãi thắm xanh. Người ơi, nếu yêu rồi chớ để buồn người trái nơi xa xôi. Người ơi, nếu thương rồi chớ để nhạt màu son trên đôi môi. Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét mướt, hồi còi hừng hờ sẽ nát đêm dài. Hành trang kín vai đầy, có một người mà tôi chưa quên. Cao ôi mênh mông, xe dập dồn băng đi trong sương, xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường. Và người đi say men chiến đấu, một mình ai còn ngỡ ngác trong đêm. Rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng xa. Biết có người bên sóng nhớ mong, khấn nguyện cùng trời cao, ước đẹp một vì sao. Nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa, chỉ nở một lần giữa muôn hoa. Người về với thương nhớ cho câu hát cây thơ. Người đi biết đâu rằng giữa lạnh lùng mình ai trong sương đêm. Tìm hai cánh hoa mềm ép vào lòng, rồi nghe yêu thương thêm. Đêm dần tàn, tâm tư miên man, thanh thang lối đi, nắng mai chập chùng. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phố. Dần tàn tâm tư miên man, thanh thang lối đi, nắng mai chập chùng. Một lòng tin mai đây chiến
clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.